tiểu sử của dũng phở ông trùm thật sự của đất hà đông chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ov đại bàn chắc hẳn thì có quá nhiều thông tin trên mạng nói về một đại ca ở hà đông tuy nhiên thực sự thì ông trùm hà đông là ai thì vẫn nhiều người chưa biết sau đây thì ov đại bàn sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một đại ca thứ thì ở hà đông mà hầu như chỉ những người trong giới giang hồ mới thật sự nghe tới dàn tiếng của người này Cộng đồng mạng cũng chưa biết đến nhân vật này nhiều hơn sau khi bị bắt. Người đó chính là đại ca Dũng Phở, một ông trùm tên tuổi ở Hà Đông, chứ không phải là dân chơi đầu trọc, chuyên đeo vàng livestream, chửi nhau là đại ca ở Hà Đông như nhiều người nghĩ trước đây. Tiểu sự của Dũng Phở Dũng Phở tên thật là Đào Anh Dũng, còn có biệt danh là Dũng Phở. Sinh năm 1979, trú tại địa bàn Hà Đông, thành phố Hà Nội và Dũng được biết đến như là một trong những đại ca thứ thiệt của Hà Đông khi sở hữu rất nhiều đàn em thân tính cũng như là hiếu chiến. Theo dân chơi dân hồ kể lại, nếu thích thì Dũng Phở có thể điều khoảng 50 đàn em có mặt trong 5 phút khi đụng chuyện. Vợ của Dũng Phở là Quách Thanh Hằng sinh năm 1987, trú tại phường Trung Văn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hằng cũng được biết đến là một chị đại ở đây khi từng có tiền án về tội cho vay nặng lãi. Thế nên có thể nói gia đình của Dũng Phở là gia đình giang hồ thứ thiệt khi cả vợ và chồng đều hoạt động trong giới xã hội đen. Hoạt động chính của Dũng và người vợ là cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá, đá gà. Những hoạt động này giúp cho Dũng có một nguồn thu không nhỏ, thế nên Dũng nhanh chóng trở thành một đại gia lắm tiền cộng với uy thế giang hồ của mình. Dũng được xem là một tay anh chị giữ dằn tại mảnh đất Hà Đông. Vụ va chạm với Quang Bỉ Tối ngày 27 tháng 7 năm 2006 thì Đạo Anh Dũng tức là Dũng Phở tổ chức sinh nhật cho đàn em là Nguyễn Thanh Phong 25 tuổi tại tầng 10 khách sạn Anh Quân, rất nhiều đối tượng có tiền án tiền sự là đàn em của Dũng cũng được mời đến dự sinh nhật. Hôm đó thì Nguyễn Báo Phúc và ba đối tượng khác cùng rủ bốn bạn gái đến sàn nhảy. Trong khi uống rượu và nhảy trên sàn thì một số đối tượng thuộc nhóm của Dũng Phở trêu ghẹo các bạn gái của nhóm Phúc dẫn đến xô xát. Khoảng 24 giờ sàn nhảy nghỉ. Dũng cùng với nhóm bạn ra về đến cổng khách sạn Anh Quân. Nhóm này đã gặp Nguyễn Báo Quang, tức là Quang Bị dẫn đầu. Nhóm khoảng 8 thanh niên đang đứng đợi. Trước đó thì đối tượng này đã nhận được điện thoại của em trai là Nguyễn Báo Phúc nói về việc mâu thuẫn trên sàn nhảy để rửa nhục cho em trai. Khi vừa chạm mặt để ra oai với đám đàn em thì Dũng xông vào đánh Quang. Do chuẩn bị trước, Quang bị rút kiếm ra chém khiến cho Dũng Phở bị thương nặng. Và để cứu nguyên cho đàn anh thì Phong ra tay tiếp viện cho Dũng khiến cho Quang bị thương bỏ chạy, thấy vậy Dũng Phong đuổi theo cầm gạch đá ném, nhưng đến một ngõ tối thì mất dấu của Quang. Chưa hả giận, mặc dù bị thương nhưng Dũng phở điện thoại cho đàn em đến nhà của Quang bị phục thù. Rạng sáng ngày 28 tháng 7 năm 2006, thực hiện sự chỉ đạo của Dũng Phở. Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thái Hà, 27 tuổi, ngụ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đỗ Quốc Việt, 27 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Vào phạm Đăng Thịnh, 25 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Tây, cầm hung khí đến nhà của Quang Mỹ đập cửa gọi hai anh em Quang, nhưng được người nhà cho biết là hai đối tượng trên chưa về. Do được báo trước một lát sau, Phúc cùng với đồng bọn đi hai xe taxi, một xe máy về nhà. Vừa về đến cửa nhà thì Phúc cùng với đồng bọn nhảy từ trên xe xuống tay cầm dao và kiếm tấn công đàn em của Dũng Phở. Trong cuộc hỗn chiến thì một số đối tượng đã bị thương phải vào bệnh viện quân y 103 cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an thị xã Hà Đông phối hợp với công an các phường liên quan đã cử nhiều mũi trinh sát đi xác minh, truy bắt và vận động gia đình các đối tượng trong vụ án đưa con em họ ra đầu thú. Và theo nhiều nguồn tin, vì có nhiều mối quan hệ nên Dũng vợ vẫn không bị khởi tố hay truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này. Đánh người chỉ vì mời rượu không uống. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2008 thì Đào Anh Dũng sinh năm 1979, Đặng Anh Tuấn sinh năm 1981, Chu Đức Nam sinh năm 1979, cùng trú tại đường Nguyễn Trãi Hà Đông, Nguyễn Trí Nguyên sinh năm 1975, trú tại Quang Trung Hà Đông và Nguyễn Văn Phong sinh năm 1981, trú tại Bích Hòa Thanh Oai Hà Nội rủ nhau đến quán thịt chó Ánh Sáng, đường Lê Trọng Tấn phường La Khê Hà Đông. Tại đây thì anh Nguyễn Hoàng Sơn đang ngồi ăn ở bàn kế bên nên sang nói chuyện. Khi anh Sơn sang thì Tuấn có mời rượu nhưng anh Sơn từ chối thì bị Dũng chửi. Không uống rượu thì mày thích gì? Thấy vậy anh Sơn cầm chén rượu lên uống thì bất ngờ Dũng cầm chai rượu Vodka Hà Nội loại chai to đập vào đầu của Sơn. Sau đó thì Sơn có đến công an để trình báo sự việc và được giám định là bị tổn hại 6,8% sức khỏe. Và từ căn cứ này thì cơ quan điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Đào Anh Dũng vì tội cố ý gây thương tích, dùng hung khí là cha rượu để gây thương tích. Tuy nhiên trong quá trình điều tra bị can Dũng không thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Sơn. Sau đó thì một đệ tử của Dũng Phở là Phong đã đến để nhận tội giúp nhưng đã bị bác bỏ vì các tài liệu thu thập được chứng minh là do Dũng Phở làm. Nhưng cuối cùng có lẽ có sự thương thảo giữa hai bên thế nên vụ án này được lắng dần xuống. Dựa vào việc này có thể thấy Dũng Phở là người hung hãn và máu men như thế nào. Ngay đêm tội, khi đường dây cờ bạc cho vay lãi nặng của Dũng Phở bị công an triệt phá. Khoảng đầu năm 2017, Dũng Phở đã lập trang trại gà trên bãi đất rộng khoảng 20.000m2 ở khu vực ao Búng thuộc tổ 4 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tại đây, đối tượng cho xây hai bãi đất đường kính khoảng 4m có thành bằng cao su làm sân đấu gà. Tại một trong hai bãi này thì Dũng tổ chức đánh bạc bằng hình thức chọi gà với phương thức ghép một con gà chọi của Dũng với một con gà của người khác mang đến có cân nặng như nhau. Và đồng thời thì đối tượng cũng mở cửa cho người quen của anh ta vào tham gia cá độ. Những người này sẽ tự bắt kèo độ với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận. Theo đó thì gà bên nào chọn mà thắng thì bên đó sẽ được chia tiền. Sới gà chọi của Dũng trong thời gian ngắn đã thu hút dân cờ bạc ở các vùng ven đô và một số tỉnh như Thanh Hóa, Hải Phòng về sát phạt nhau. Mỗi trận đấu thì Dũng chỉ đạo đàn em thu tiền hồ từ 500 ngàn cho tới 1 triệu đồng. Số tiền sát phạt trong các trận trò gà lên tới hàng trăm triệu đồng. Xới gà hoạt động không theo quy luật cố định. Cứ có đôi ghép thì các đối tượng tổ chức thi đấu cho đến khi ngã ngủ ăn thua. Xới bạc nằm trên mảnh đất rộng đường vào độc đạo. Ngoài các đối tượng cảnh giới, Dũng vỡ còn cho lắp đặt 3 chiếc camera hoạt động 24 trên 24. Sới bạc được tổ chức rất quy củ, đối tượng tham gia đều là những người có quen biết với dũng phở. Người chơi muốn được nhập cuộc phải lọt qua hai vòng kiểm soát Thượng tá Trương Thọ Toàn nhấn mạnh. Trong quá trình thu thập tài liệu thì các trinh sát phát hiện ngoài việc tổ chức chợ gà ăn tiền, Quách Thanh Hằng còn thông qua các đối tượng gồm có Bùi Mạnh Cường, sinh năm 1975 trú tại phường Trung Văn. Vợ chồng Nguyễn Đình Chí sinh năm 1980 và Nguyễn Thị Anh sinh năm 1989 cùng trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc của hai cửa hiệu cầm đồ trên đường láng Đống Đa, Hà Nội. Tháng 10 năm 2018 thì đội có 7 thông tin Dũng Phở chuẩn bị tổ chức một trận đá gà với khoảng từ 70 tới 100 đối tượng tham gia nhận thấy đây là cơ hội đã chín mùi, lãnh đạo đội đã báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hà Nội tiến hành phá án. Đêm ngày 22 tháng 10 năm 2018 thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ làm 8 mũi, mũi chủ công gồm có 40 đồng chí do thượng tá Trương Thọ Toàn trực tiếp chỉ đạo, có nhiệm vụ bắt quả tang các đối tượng tại xuyến ga. Các mũi còn lại đồng thời giám sát hoạt động của hàng Cường Tuấn và vợ chồng Anh Chí. 23 giờ đêm ngày 22 tháng 10 năm 2018, 40 trinh sát đã được đưa vào vị trí. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày thì toàn bộ lực lượng đã vào vị trí, đảm bảo an toàn. Cùng thời điểm đó thì các mũi còn lại cũng giám sát di biến động của các đối tượng có liên quan. 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại Sới Gà, lần lượt các nhóm khách đều tìm đến. Trong quá trình theo dõi, đội 7 đã phát hiện ra khoảng trống khi đối tượng cảnh giới xe màn hình và mở cửa cho các con bạc vào sát phạt lẫn nhau. Họ đã quyết định chọn thời điểm này để phá án. Theo kế hoạch đã được tính toán, thì khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an phường Trung Văn bất ngờ ập vào trại gà kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng bỏ chạy. Các tổ công tác phối hợp đã bắt giữ được 23 đối tượng, còn Đào Anh Dũng thì bỏ trốn. Theo kế hoạch đã được tính toán thì khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các mũi trinh sát còn lại đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với 15 đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức khám xét đối với vợ chồng Đào Anh Dũng, Quách Thị Hằng, Bùi Mạnh Cương, vợ chồng Nguyễn Đình Chí, Nguyễn Thị Anh và Đào Anh Tuấn. Vào thời điểm đó thì Nguyễn Thị Anh đang bảo vệ luận văn tại một trường đại học. Vì lý do nhân đạo, tổ công tác đã chờ cho đến khi đối tượng thực hiện xong việc bảo vệ luận văn thì triệu tập làm việc. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài sản vật chứng, nhiều giấy tờ, đồ đạc, sổ sách, tài liệu có liên quan tới hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, hoạt động lô đề trên mạng của các đối tượng cùng với số tiền là 700 triệu đồng. Chân dung của các đối tượng trong ổ nhóm Quá trình điều tra xác định từ khoảng năm 2017 thì Dũng đã tổ chức chợ gà cá độ ăn tiền tại trang trại gà ở tổ 4, phường Trung Văn. Dũng thuê Phạm Đức Cường sinh năm 1982, trú tại Hoài Đức và Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1978, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, quản lý trại gà, chăm gà trọi và mở, đóng cửa cho khách quen của Dũng đến tổ chức chọi gà, với tiền lương là 4 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra thì mỗi khi gà trọi của Dũng hoặc là khách thắng hoặc thua thì thắng và Cường được khách cho thêm từ 200 tới 300 nghìn đồng. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Dũng chỉ đạo Cường Khánh mở cổng cho khoảng hơn 30 khách của Dũng vào chợ ga. Giữa ga của Dũng và nhóm khách Thanh Hóa để cá độ ăn tiền thì bị kiểm tra bắt giữ. Một số đối tượng bỏ chạy, sau đó thì 29 trường hợp ra trình diện. Riêng đối tượng Đào Anh Dũng đã chạy thoát để lại hiện trường một chiếc túi. Bên trong có hai chiếc điện thoại Vertu và hai thẻ ngân hàng. Cùng thời điểm chồng điều hành nhóm đá gà trên thì Quách Thanh Hằng cùng với Bùi Mạnh Cường. Vợ chồng Nguyễn Đình Chí, Nguyễn Thị Anh cũng điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Bùi Mạnh Cường là em rể họ của Đào Anh Dũng nên thường xuyên qua lại nhà của Dũng Hằng. Còn Nguyễn Thị Anh quen vợ chồng của Dũng Hằng từ khoảng năm 2017 do Chí, chồng của Anh, chơi thân với Dũng và thường nhờ Chí chở đi thu tiền Dũng cho vay lãi. Anh cũng quen vợ chồng của Nguyễn Xuân Hiệp sinh năm 1978 và Phạm Thu Trang sinh năm 1988, đều trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Từ tháng 8 năm 2018, thì các bị can đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề trên mạng. Theo đó, thì Bùi Mạnh Cường và nhóm của Hằng Anh thầu trang mạng lô đề chung là ag.ld 789.net. Cường và Anh mỗi người được cấp một tài khoản và mật khẩu trên mạng với tỷ lệ Cường thầu 40% nhóm của Hằng, Anh thầu 60%, tiền được thua với khách của trang mạng lô đề sẽ được phân chia theo tỷ lệ thầu của từng người. Trung bình mỗi ngày khách chơi từ 40-50 triệu đồng. Việc quyết toán thắng thua do phần mềm trên trang lô đề tự tính toán. Hằng giao cho anh theo dõi chung và báo cáo cho các bị can khác để thanh toán theo tỷ lệ thầu. Hiện tại thì Dũng Phở đã bỏ trốn và công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau gần 2 năm vẫn chưa có tin tức gì về đại ca một thời của đất Hà Đông này. Trên đây là tiểu sử của Dũng Phở, một đại ca thứ thiệt của đất Hà Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV đề Bàn có thêm động lực ra thêm nhiều clip hay phục vụ cho quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.